chuyện cổ tích việt nam vua heo vua heo là câu chuyện cổ tích việt nam kể về một người nghèo khổ nhưng lại được trời phú cho quý tướng làm vua vì thế luôn bị người khác tìm cách hãm hại chuyện được nhà nghiên cứu văn học dân gian nguyễn đồng chi siêu tầm và giới thiệu trong bộ kho tàng chuyện cổ tích việt nam nổi tiếng của ông ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ được người ta nhặt về nuôi để sai vặt vì nó bẩn như lợn nên người ta gọi là thằng heo Mặc cho ai muốn chế nhạo khinh bỉ mình thế nào, heo vẫn coi thường mọi người. Trải qua những năm đói kém, heo vẫn sống và ngày một lớn. Năm 15 tuổi, heo đến ở với một ông quan lớn. Một hôm, ông quan bắt heo múc một thau nước để rửa chân cho mình. Khi heo mó đến chân quan, quan trỏ vào mấy cái nốt ruồi và dặn. Tao có ba cái nốt ruồi đỏ ở chân đây. Mày hãy coi chừng nếu cào xước lên thì cả họ nhà mày cũng khó mà đền cho ta cái tướng quy đó con ạ à. heo ta nghe nói nghĩ bụng cái thứ người mới chỉ mới có ba nốt ruồi vặt đã làm gì mà nhặng lên như thế nghĩ đoạn heo vạch áo cho quan xem những nốt ruồi của mình và nói quan lớn chỉ có ba cái nốt ruồi thôi mà đã quy đến thế còn con có đến chín nốt đây này Ông quan thấy thằng bé có những chín nốt ruồi đỏ ở sau lưng thì lấy làm lạ lắm, bụng nghĩ thầm, trời ơi. Làm sao mà nó có tướng quý thế kia? Về sau nó không làm vua thì cũng làm chúa mà thôi. Nếu để cho nó làm vua làm chúa thì còn thể thống gì nữa? Phải tìm cách giết đi mới được. Thế rồi mấy hôm sau, ông quan trao cho đứa hầu gái một gói thuốc độc và bảo nhỏ rằng, mày nhớ sắc thuốc này vào cơm cho thằng heo ăn nhưng phải giữ thật kín miệng nếu để ai biết tao sẽ giết mày trước người hầu gái cầm lấy gói thuốc độc bụng thương heo vô hạn nhưng nàng không thể trái lời chủ được đành phải rắc vào bát cơm để dành phần cho heo hôm ấy heo phải đi chợ mua giấy bút cho chủ trở về thì vừa lúc người hầu gái đang cho lợn ăn thấy heo bưng bát cơm sắp và vào miệng nàng vội vàng lấy thanh củi vừa gõ vào cái máng lợn ăn vừa vừa mắng lợn heo ôn heo ôn heo ăn heo chết mà heo không ăn heo cũng chết nàng vừa gõ vừa nói như thế đến ba lần heo nghe lấy làm chột giả nhưng vẫn chưa hiểu ý tứ thế nào liền chạy lại hỏi nhỏ thế nào có việc gì nói cho tôi biết đi cô gái đáp heo đừng có quên tôi tôi sẽ cho heo biết heo gật đầu Nàng vội dắt heo ra một chỗ vắng, kể hết sự tình cho nghe, và bảo. Nếu heo không trốn mau, tai vạ sẽ đến nữa. Không sao tránh khỏi. Heo cảm ơn cô gái vô cùng, ôm lấy đầu nàng hôn hít và nói. Sau này nếu tôi làm nên thì nàng cứ tìm đến, nhưng phải đến với mớ tóc lòa xòa như thế này thì tôi mới nhận ra được. Heo bỏ đến ở với một lão chọc phú. Chọc phú thấy heo đến xin việc chưa biết nên dùng vào việc gì. Nhân có mấy đứa con đang chơi bời lêu lồng, hắn bắt heo trông nom chúng cho mình. Công việc kể ra cũng nhàn và heo làm tròn phận sự. Nhưng phải mấy đứa bé nghịch ngợm hết sức. Chúng nó làm cho heo phải theo dõi rất vất vả, lại thường bị mắng oan. Heo cắn răng không nói gì cả. Một hôm, chọc phú thấy mấy đứa con có vẻ buồn bèn bảo heo mày hãy bò xuống làm ngựa cho các anh ấy cười có thế các anh ấy mới vui mà tao thuê mày mới đáng đồng tiền heo cực chẳng đã phải phụ phục xuống cho hết đứa lớn đến đứa bé leo lên lưng chúng nó thích lắm cho nên ngày hôm sau trò ấy lại diễn ra thằng con lớn của chọc phú cưỡi lên lưng heo nó beo tay heo heo không nói gì một chốc nó vơ cái roi đánh vào đít heo miệng kêu nhong nhong như kiểu bố nó no cưỡi ngựa heo không nhịn được nữa ngoái tay ra sau lưng gạt đứa bé một cái đứa bé văng mạnh ra đằng trước đầu va phải tường chẳng may vỡ óc mà chết thấy đứa bé chết heo sợ vội vàng bỏ trốn heo đi rất xa tìm đến một ngôi chùa ở trên núi xin với hòa thượng cho mình được ở lại hầu hạ rồi sẽ cắt tóc quy y hòa thượng đang cần một em bé hàng ngày trèo lên bệ lau chùi các pho tượng nên nhận cho heo ở chùa công việc không có gì đáng phàn nàn. Một hôm, hòa thượng nhìn thấy những chỗ kẽ chân tay của các pho tượng còn đầy bụi bặm bèn mắng heo làm ăn dối trá. Qua hôm sau, heo cố sức lau kỹ vào kẽ tay kẽ chân các tượng nhưng khó mà lau cho sạch. Tức mình, heo trợn mắt nhìn một pho tượng và nạt lớn. nhấc tay lên cho ta lau. Tự nhiên pho tượng gỗ giơ tay lên trời. Lau xong, heo lại phán duỗi chân ra nhanh không ta cho ăn một gậy pho tượng phật đang ngồi xếp bằng vội nhổm dậy duỗi chân cho heo lau nhờ làm theo cách ấy heo lau được sạch tất cả các pho tượng lau xong đâu đấy heo lại hô lên cho các tượng trở về nguyên vị từ đấy trở đi heo vẫn làm theo lối đó nhưng một hôm sau khi lau xong heo quên truyền cho các tượng bỏ tay xuống và co chân lại cứ để thế mà về chai phòng buổi tối các hòa thượng lên chùa tụng kinh thấy tất cả tượng phật đều đứng duỗi chân thì vô cùng kinh ngạc mới cho gọi hết thảy sư vãi trong chùa tới để chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có bao giờ khi hỏi đến heo chàng thú nhận là do hôm nay mình đáng trí quên bảo các pho tượng ngồi xuống như cũ hòa thượng nghĩ bụng chỉ có thiên tử mới sai khiến được phật đứa bé này đã sai khiến được phật hẳn có ngày làm vua nếu ta không báo quan trên, một mai họ truy nã, tất ta sẽ mang lỗi. Nghĩ đoạn, hòa thượng liền cho người mật báo lên quan. Nhưng có một chú tiểu khác đã mách cho heo biết, nên heo bỏ trốn trước khi quan tới. Lần này heo đến ở với một phú thương. Trước nhà phú thương có một hàng cao mọc đều ngăn ngắt. Hắn giao cho heo hàng ngày phải múc nước tưới cao một hôm heo mệt quá ngồi nghỉ dưới bóng cây heo chỉ vào ba cây cau buột miệng nói đùa cây này là cha cây này là mẹ cây này là con tự nhiên ba cây cau ấy trở nên lớn bé cao thấp khác nhau cây cau cha vụt lớn cao hơn tất cả trái lại cây cau con lùn tịt xuống buồng của nó cọ gần sát đất qua hôm sau phú thương bước ra vườn thấy mấy cây cau thay hình đổi dạng thì lấy làm kỳ dị bèn gọi heo đến hỏi cho ra duyên cớ heo đáp Chính do tôi bảo mà nó thay đổi như thế. Phú thương rất đỗi, lạ lùng nhưng cũng bảo heo. Nếu phải thế thì mày hãy làm cho nó trở lại như cũ, bằng không tao sẽ cho mày một trận như đòn. Heo trợn mắt bảo hắn. Người ta ăn một đòi, nói một lời, chứ có đâu lại thế. Tôi nhất định không làm khác với lời của tôi đâu. Phú thương nổi giận tìm gậy toan đánh heo, heo bỏ chạy thục mạng. Mặc dù bụng đói, chàng không dám dừng lại. Mãi đến nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ díu mắt, heo chui đại vào một nhà kia để kiếm chỗ ngả lưng. Trong lúc ấy các giường trống đều chật ních những người mà lại ngủ say như chết. Heo trông thấy ở gian bên có ban thờ long thần vừa đủ một chỗ nằm, lại có cả chiếu dùng để đắp rất tốt, bèn vứt tượng long thần vào một xó nhà rồi trèo lên bàn làm một giấc rất ngon lành. Tờ mờ sáng hôm sau heo đã dậy, lại tiếp tục đi nữa khi chủ nhà dậy thấy long thần nằm dưới đất mà trên bàn thờ có vết tích người nằm chưa dọn thì lấy làm lạ vội trải chiếu và đưa tượng lên nhưng khi họ mó tay vào tượng long thần thì lạ thay cả bao nhiêu người xúm lại cũng không cất nổi đang khi ngơ ngác nhìn nhau thì bỗng có một người thượng đồng lên thay lời long thần bảo mọi người rằng ta vốn ở đất của nhà vua vua đặt ta ở chỗ nào thì ta ở yên chỗ đó thấy thế mọi người tin là thiên tử đã đến nhà mình tối hôm qua tin ấy truyền ra ngày một rộng giữa khi dân chúng đang mong ngóng đón chờ một vị minh chúa ra đời cứu vớt thiên hạ khỏi cảnh lầm than điêu đứng hôm ấy heo chạy lên núi gia nhập vào một đám giặc chàng theo họ đi đánh dần dần lập được nhiều công trạng thế rồi nhờ sức khỏe và mưu cơ cuối cùng chàng được cả sơn trại bầu làm trại chủ từ đó người ta theo về mỗi ngày một nhiều nhất là lúc họ biết heo là người sai khiến được thần phật heo cầm quân chống với quân triều, đánh cho chúng nhiều trận thất điên bát đảo. Đất của heo mở rộng ra mãi. Chàng tự xưng vua, đặt triều đình và quan chức. Kẻ thù của chàng thường gọi chàng là vua heo. Cho đến khi xa giá vua heo có dịp đi qua tỉnh cũ của mình ngày trước thì bỗng có mấy người trong đội tiền vệ dẫn một cô gái tóc xõa ngang vai đến trước ngự doanh. Thoạt đầu chàng không nhớ ra là người nào cả. Nhưng khi nhìn đến mớ tóc chàng nhận ra ngay người hầu gái, bạn chàng và ân nhân của chàng ngày trước. Lập tức chàng đưa nàng về kinh, lập làm hoàng hậu.